Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Địa vị thấp kém của phụ nữ trong thời cổ đại Trung Quốc đã nảy sinh nhiều hủ tục khó tin. Trong đó có một hủ tục trong hôn nhân vô cùng tồi tệ, đó là tục hôn nhân giao dịch, bắt đầu từ thời nhà Hán và phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Thanh. Mặc cho các triều đại sau này đã ban hành sắc lệnh cấm hình thức hôn nhân này, nhưng nó vẫn tồn tại. Hôn nhân giao dịch là một hủ tục méo mó. Nhiều người đàn ông lớn tuổi, tầng lớp đáy xã hội, không đủ khả năng lấy vợ nên gia đình sẽ thuê vợ cho họ trong vòng 2 hoặc 3 năm. Những người phụ nữ hầu hết là các cô gái có hoàn cảnh khó khăn, chỉ mong lấy được một khoản tiền từ giao dịch này. Người vợ được thuê về sẽ có trách nhiệm sinh con cho gia đình đã thuê mình. Khi hết thời hạn được thuê, người này sẽ trở về gia đình của mình. Ngay từ thời nhà Hán, do chiến tranh xảy ra thường xuyên, nam giới cày cuốc không đủ lương thực, phụ nữ quay tơ dệt vải không đủ làm màng. Nhân dân đều là những người cơ cực neo đơn, già yếu, quá bụa, chẳng thể nương tựa lẫn nhau. Vì cuộc sống thiếu thốn nên một số người bắt đầu bán vợ. Tuy không hoàn toàn giống kiểu hôn nhân giao dịch thời gian sau, nhưng vào thời điểm đó đã bắt đầu hình thành. Hiện tượng hôn nhân giao dịch đạt đến đỉnh cao vào thời nhà Thanh, chủ yếu là sau phong trào Thái Bình Thiên Quốc, nền kinh tế nông nghiệp của nhà Thanh bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh và dần dần sa sút. Các tầng lớp trung lưu và hạ lưu của xã hội bị bao bọc bởi bốn bức tường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, càng không nói đến chuyện lấy vợ nên có rất nhiều chàng trai đã quá tuổi vẫn chưa kết hôn. Điều này khiến nhu cầu giao dịch hôn nhân càng có điều kiện phát triển. Hủ tục này diễn ra trên khắp Trung Quốc thời điểm đó với nhiều tên gọi khác nhau nhưng đều mang một ý nghĩa là cho thuê vợ. Ở phía Bắc, hiện tượng tảo hôn đã lan rộng ở một số địa phương như Liêu Ninh và Cam Túc. Liêu Ninh được gọi việc này là kết bạn tình và Cam Túc gọi là thuê vợ. Ở khu vực thành phố Hà Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, ngày nay cũng có một cụm từ được lưu truyền từ rất lâu, gửi bụng. Trong tác phẩm Chuyến du lịch Quảng Đông của Tiêu Gia của Trương Tâm Thái đã viết, tục lệ ở Quý Lĩnh, Hạ Huyện, tên gọi cũ thành phố Hà Châu là thô tục nhất. Những người quá phụ còn trẻ, sống cô đơn một mình, vẫn còn khả năng sinh con. Nếu được bất cứ người đàn ông nào thuê, cũng không hỏi lại hai lời mà lập tức cho gửi bụng. Quá phụ ở Hạ Huyện rất hiếm khi tái hôn. Những người đàn ông không cưới được vợ hoặc vợ đã mất thường thuê những người phụ nữ như vậy để sinh con. Sau khi đứa bé được sinh ra, thì hai bên cũng chính thức cắt đứt mọi quan hệ. Đứa con sinh ra do người đàn ông nuôi dưỡng. Về sau, những hôn nhân giao dịch như vậy đã phát triển thành một quy trình tương đối hoàn chỉnh. Bình thường sẽ thông qua mai mối, tìm hiểu, ký hợp đồng, thuê mướn, kết hôn, v.v. Quan trọng nhất là việc ký kết hợp đồng. Hợp đồng ghi rõ thời gian, tiền thuê và các vấn đề khác của người vợ sắp thuê. Thời hạn trung bình từ 3 đến 5 năm và giá thuê được xác định theo độ tuổi của người phụ nữ và thời gian thuê. Những người thuê vợ sẽ đặt ra các điều kiện như phải có khả năng sinh sản, không được sống chung với người chồng cũ trong thời gian làm thuê, không được về nhà chăm con, v.v. trong hợp đồng. Theo luật của nhà Thanh, hộ luật hôn nhân quy định, bất cứ ai trả tiền để thuê vợ hoặc thê thiếp của người khác về làm của mình sẽ bị phạt 80 trượng. Người cho thuê cũng bị phạt tương đương. Người vợ cho thuê nếu là con gái thì được phép trở về tự do kết hôn. Nếu đã kết hôn thì được trở về nhà chồng cũ. Toàn bộ số tiền bạc của cải trao đổi sẽ nộp về quốc khố. Những người không biết mà vẫn tiến hành thuê vợ cũng không thể tha, lập tức tiến hành ly hôn sau đó truy hồi tiền bạc. Tuy nhiên, trong giới thiệu sơ lược về luật pháp và quy định của triều đại nhà Thanh, hôn nhân hộ gia đình lại giải thích thêm. Những gia đình giàu có vẫn có thể thuê vợ hoặc thiếp, những người nghèo để làm nô tỳ, phục vụ trong gia đình. Pháp luật không hạn chế những việc như vậy. Việc này đồng nghĩa với chuyện nếu những gia đình giàu có thuê vợ hoặc thê thiếp của gia đình khác nhằm mục đích lao động sẽ không bị phạt, miễn là có hợp đồng, nhà nước sẽ không soi xét thực tế có đúng như vậy hay không. Điều này cũng tương đương với việc chấp nhận việc thuê vợ và cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến hiện tượng này trong thời nhà Thanh gia tăng chóng mặt. Hai
Hai tháng trước, vào ngày 5 tháng 3, bà Nursihan Otman, 61 tuổi, đến từ tỉnh Aydin ở phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, được thực hiện một ca phẫu thuật căng da bụng tại một bệnh viện tư nhân ở Kusadasi. Được biết, bà Nursihan trải qua 7 lần sinh nở với 7 đứa con nên da bụng nhăn nheo, chảy xệ. Bà muốn thực hiện ca phẫu thuật để bụng thon gọn hơn. Hãng tin địa phương Ahapur cho biết, phần da thừa trên bụng của bà Nursihan đã được bác sĩ phẫu thuật loại bỏ trong một ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, bà đã được cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi thêm. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, bà Nursihan đã phải quay trở lại bệnh viện vì một vết sưng trên bụng và những cơn đau dữ dội không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ phẫu thuật được cho là đã nói với bà Nursihan rằng điều này là bình thường đối với bất kỳ bệnh nhân nào trải qua phẫu thuật và cơn đau sẽ sớm chấm dứt. Bà Nursihan kể, sau ca phẫu thuật, cơn đau của tôi ngày càng trở nên tồi tệ, vậy nên hầu như tuần nào tôi cũng phải đi khám. Bác sĩ không tin và đuổi tôi về, nói rằng chỉ cần kiên trì là được. Mỗi lần ông ấy đuổi tôi về, ông ấy không quan tâm đến bất kỳ lời nào tôi nói. Tôi không thể giải thích được nỗi đau lạ thường mà mình phải chịu. Tôi vẫn cảm thấy đau, tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Suốt 2 tháng, bà Nursihan phải chịu đau đớn mà không hiểu tại sao. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa và cũng lo lắng có chuyện chẳng lành, nên bà cùng chồng Khubdetin Otman đến bệnh viện Sokestek để kiểm tra. Sau đó, một bức ảnh chụp X-quang cho thấy cảnh tượng khiến bà Nursihan vừa sợ hãi vừa tức giận. Một cái kéo phẫu thuật nằm gọn lõn trong bụng của bà. Nó chính là nguyên nhân gây ra những cơn đau đớn dai dẳng cho bà. Bà Nursihan quay trở lại bệnh viện tư nhân nơi bà được làm phẫu thuật. Vì bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên cho bà lấy chiếc kéo ra trong một ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ. Bà Nursihan đã đệ đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương về sự tắc trách của bác sĩ phẫu thuật cùng ban giám đốc bệnh viện và các nhân viên y tế khác có liên quan đến ca phẫu thuật. Các quan chức bệnh viện và bác sĩ phẫu thuật hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Trước đó, một người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phải chịu cơn đau khó chịu vì bị bác sĩ phẫu thuật bỏ quên kéo trong bụng. Người này còn khốn khổ hơn bà Nursihan khi phải chịu đau suốt 5 năm mới được phát hiện. Bà Hanim Özgün, 67 tuổi, đã phải chịu đau đớn suốt 5 năm do bác sĩ bỏ quên kéo trong bụng bà sau ca phẫu thuật tử cung. Bà Özgün bị ung thư tử cung và được phẫu thuật vào năm 2010. Sau ca mổ, bà phàn nàn về những cơn đau bụng khó chịu. Tuy nhiên, đội ngũ y tế nhận định đó là một phần của quá trình hồi phục. Tôi đến một bệnh viện khác, bác sĩ nói rằng cơ thể tôi có dấu hiệu viêm nhiễm. Kết quả X-quang cho thấy có một chiếc kéo trong bụng tôi, bà kể. Con trai Özgün cho biết mẹ anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và khẳng định gia đình anh quyết tâm kiện đến cùng để đòi bồi thường. Bác sĩ tại bệnh viện thành phố Eskişehir đã bị khởi kiện vì bị bỏ quên kéo trong bụng bà Hanim Özgün. Không rõ kết quả vụ kiện ra sao, nhưng vụ việc đã gây sốc cho nhiều người vào thời điểm đó.